Rồi, chào anh em. Chào chú bác nha. Bây giờ thì hôm nay Dụng Cụ 24 sẽ có 5 cái combo khuyến mãi với giá rất là hấp dẫn. Tức là khi mà anh em mua combo sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Nhưng mà không phải lúc nào cũng bán combo nha anh em. Lâu lâu mới có một lần. Lâu lắm rồi mình mới quay lại bán combo. Thì combo này mình chỉ áp dụng cho ngày 21 tây tháng 10 2020. Và nếu như qua ngày hôm sau á, nếu mà còn thì mình chốt nữa, còn không thì hết nha anh em. Tại vì có những cái mình chỉ còn có hai combo, có những cái mình chỉ có một combo. Khi anh em chốt xong rồi á, thì mình sẽ tổng kết. Tại vì hôm nay là 21 tây, thường thì bên mình sẽ cuối tháng là có đơn đặt hàng một lần cho bên nhà phân phối, người ta cung cấp hàng. Thì có những cái nó sắp hết thì mình sẵn đây mình sẽ làm cái chương trình khuyến mãi để mà clear kho, chuẩn bị nhập hàng mới. Thì cho nên là anh em chốt nhanh tay thì sẽ còn ha, và chỉ áp dụng trong ngày hôm nay ha. Nếu như còn ngày mai còn thì mình sẽ chốt cho anh em, còn lại là hết hàng nha anh em. Thì anh em nếu mà có xem lại video này thì cũng thông cảm là video đã cũ ha. Video mình đang quay đây là ngày 21 tây tháng 10 2020, để mất công rồi lại hiểu lầm nhau. Rồi bây giờ Sang sẽ vô cái combo đầu tiên của hãng Sonra. Đây combo kìm, thì đây là một cái chiếc kìm điện, kìm đầu bằng, kích thước của nó là 175 ly ha anh em. Hàng này mình bao anh em xài luôn, rất là tốt, nói chung là hàng rất là cứng, độ cứng của nó tới 64 HRC, chuẩn Make in Japan. Thì đây nè anh em, mình có cái này nè anh em, tại vì cũng nói chung là không phải là bên mình quảng cáo ở đây với cái bao bì này xong rồi mình gửi cho anh em bao bì khác, mà như thế này nè, hãng nó sẽ có những cái đợt thay đổi bao bì đó, thay đổi bao bì thì kìm thì bên trong thôi đó, là cũng vậy, nhưng mà cái bao bì nó sẽ có đợt thay đổi. Thì có khi mình nhập về á thì nó là màu đen, có khi là màu vàng đó. Thì bên mình cũng không có để ý đến là cái chuyện bao bì màu này, tại vì hãng nó làm ra chứ phải của mình làm đâu mà mình đổi ý theo mình được. Thì có đôi lúc nó về là cái màu này đó, đôi lúc thì nó màu đen, nhưng mà khi mà đã màu chuyển qua màu này rồi thì nó sẽ là màu này luôn. Nhưng mà lý do là nó còn một hai cái ở trong kho của mình, cho nên là khi mà gửi hàng á anh em mới thấy sao mà nó quay màu đen mà nó gửi cho tôi cái màu vàng ha. Thì cũng thông cảm là không có phải là ngồi đó mình lựa từng cái cho anh em là mình để ý là quay màu đen thì tất cả ai cũng màu đen hết đâu. Giống như là cái phiếu in ra xong rồi thì cho nhân viên đi đóng hàng, thì nhân viên chỉ vào kho và lấy ra theo như mặc định, là cứ coi trên phiếu hàng và lấy ra đúng cái mã hàng ở đây thôi, chứ không có ngồi mà soi không biết là ông này hồi nãy ông quay cái màu nào, rồi bây giờ cái này màu đen màu vàng như thế nào, không có. Sản phẩm chất lượng giống nhau hết, chỉ là hãng nó sẽ đổi bao bì, lâu lâu nó đổi bao bì đó. Có thể là cái đợt này bao bì nó in bật này nó hết bao bì đen chẳng hạn, thì nó đóng bao bì vàng đó. Khi mà có bao bì đen lại thì nó lại đóng màu đen, nó về mình không có biết được. Ngay cả mình đó, khi mình đặt hàng về, ủa hôm trước màu đen mà sau này màu vàng, cái đó là mình cũng không có biết được. Tại vì đó là bên nhà sản xuất, người ta chủ yếu là người ta chỉ là đóng cái bao bì thôi. Cái bao bì là có khi người ta hết hàng người ta mới đóng cái bao bì khác vô chẳng hạn đó. Cho nên là anh em cái này anh em xem để mình nói kỹ cho anh em, để mất công rồi là tối tới tối lui rồi nói là sao mà quảng cáo cái màu đen. Rồi trừ khi nào mà thí dụ như cái kìm ở trong này, phía bên trong mà nó cái kìm bên trong này nè, thí dụ như mình quảng cáo cái kìm này nó cắt gì mà cắt được 15 ly, cắt được 5 ly, 6 ly gì đó, nhưng mà gửi cái kìm ngắn hơn, hoặc là cái kìm anh quảng cáo có cái lò xo sao mà anh gửi tôi không có cái lò xo đó, thì lúc đó là trách nhiệm của mình, đó là lỗi của mình. Còn ở đây là cái bao bì của hãng nó đóng, đôi lúc nó đổi bao bì, ngay cả Fuya, K3 thì cái hãng khác cũng vậy đó, lâu lâu nó có cái bao bì khác. Rồi Sang sẽ lại quay lại chỗ này. Thì đây là một cái combo rồi, có một cái kìm cắt cứng, kìm này bao anh em cắt luôn, rất là ngon, cắt khỏe lắm và cắt rất là ngọt. Cắt cứng nha, có thể cắt đinh được tới cắt đinh ở đây là mấy ly,
cắt đinh là 2 ly và cắt inox là 1 ly 2, cắt dây đồng là 3 ly 2, nhưng mà anh em cắt, bảo đảm anh em cắt đinh 3 ly thoải mái luôn. Chiều dài của cái này là 160mm, còn cái này là 175mm, cắt được đinh 2 ly 6, cắt được dây inox là 2 ly. Đó. Thì cái cặp này, combo này, hiện đây là giá của nó là 397 và cây này là 395, coi như là 400 đi, 400 hết đi là gần 800 ngàn, tức là chỉ còn có 7 ngàn nữa thôi là 800 ngàn ha. Thì hôm nay chương trình khuyến mãi combo nha, nếu anh em mua lẻ thì giá vẫn là như cũ nha anh em, giá vẫn là giá cũ, mình không có bán mà giảm giá nha, tại vì cũng có cái trường hợp là thấy mình bán combo nó thôi bán tương cây giảm giá, không có nha anh em. Tại vì như thế này, sẽ có một trong hai sản phẩm này là bên mình bán với giá lỗ luôn, nhưng mà một sản phẩm mình bán sẽ lời để mình bù qua bên đây để giảm giá cho anh em ha. Thứ nhất là mình vừa được đạt được cái mong muốn doanh số của mình, được hai nữa anh em được mua được với giá rất là tốt nữa. Rồi, combo số 9, anh em nhắn dùm combo số 9 giá 650 ngàn ha. Combo này gần 800 ngàn, 790 mấy ngàn rồi, gần 800 ngàn, mà hôm nay anh em mua chỉ có giá 650 ngàn thôi ha. Một cặp nha. Mã đặt hàng là combo 09. Hình như mình còn được hai combo. Combo số 10, combo số 10 là một cái kìm cắt cáp thép size lớn luôn. Cáp cáp thép này nó cắt được 6 ly. Đối với thép và dây inox, cáp inox là 5 ly ha, của Sonoda. Thì cái này giá 480 ngàn. Chiều dài là 225 ly. Cái này là kìm cắt chéo, cắt cứng, nó cắt được đinh là 3 ly 2 ha. Thì ở đây cây này giá của nó ở đây là 275 ngàn, 275 với 408, cũng như 208 đó, cái này cũng như 208 với 408 thì là 5 là nhiêu, 755 ngàn ha. Cặp này là 755 và hôm nay mua combo này với giá 610 ngàn, 610 ngàn. Combo số 10, anh em nhắn cái combo số 10 hoặc gọi điện đặt combo số 10, 610 ngàn cho cái cặp này, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Combo số 11, combo số 11 gồm có một cái kìm nhọn dài 200mm và một cái kìm điện 175mm. Kìm điện thì nó cắt được dây inox là 2 ly và dây thép là 2 ly 6. Kìm nhọn chiều dài là 200mm ha. Đây, kìm Sonoda nội địa Nhật. Thì đây là cặp này, cái này 295 ngàn, 270 như là 300 đi, 300 với 270 là 570 ngàn. Thì hôm nay anh em mua cái cặp này sẽ tiết kiệm được 70 ngàn. Combo số 11, 500 ngàn cho hai sản phẩm. Combo số 11, 500 ngàn. Combo số 12, combo số 12 rồi một cái kìm cắt lưỡi mỏng, đây là dùng để anh em cắt dây nhựa hoặc là cắt dây đồng. Đây là lưỡi mài bằng, rất là bén, cực kỳ bén luôn, không có cắt được dây cứng nha anh em. Nè, em thấy là cắt cái móng tay mình rất là ngọt luôn. Đó, cái kìm này là xây lớn, nó có cái con ốc chỉnh ở đây, tức là em có thể chỉnh cho nó sát lưỡi hoặc là chỉnh vô sâu chút thì nó sẽ hở lưỡi ra, để em cắt nó sẽ không có bị mẻ lưỡi. Cắt dây đồng, dây nhựa ha, chuyên cắt những cái dây đó. Rồi, chiều dài của nó là 200mm nha, 200mm. Nó cắt được cái dây nhựa tới 8 ly lần anh em, dây nhựa 8 ly. Rồi, với cái cặp này, cái cây này là cắt cáp điện AV và VCTF, tức là dây cáp đồng không á, chứ không có được cắt cáp thép nha. Nói chung là có một cái loại thép thôi là mẻ liền, chỉ cắt được cáp dây điện đồng hoặc là cắt nhôm. Thì cây này là chiều dài của nó là 200mm, nó cắt được tối đa là đường kính 11 ly. Đường kính 11 ly là tối đa nha. Thì giá của cây này là 295 và cây này là 357. 357 coi như là 360 đi. 360 với 209 là 650. 6 phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, 650. 650.000 một cặp này. Thì hôm nay anh em mua với cặp này, combo này tiết kiệm đến 100 ngàn. Combo số 12, 550 ngàn cho hai sản phẩm. Bán nguyên combo chứ không có bán lẻ nha em. Combo như thế này 550 ngàn, giá chưa có ship.
Combo cuối cùng trong video này là combo số 13. Combo số 13 mình sẽ set up cho nó thành là hai cái kìm thép không rỉ luôn cho anh em dễ xài. Đây là kìm điện thép không rỉ, kháng rỉ. Thường thì cái loại này sử dụng trong những cái môi trường là khắc nghiệt như nước mặn, nước ấy rồi đó. Cái kìm này cũng vậy ha. Kìm thép không rỉ. Chiều dài của cái này là 175, nó cắt được cái dây thép là 2 ly. Cái này thì là kìm nhọn, kìm kẹp nhọn, bẻ ấy là một cái thứ. Chiều dài là 140, cũng là bằng thép không rỉ luôn, thép kháng rỉ. Thì thép kháng rỉ thì lúc nào nó cũng mắc tiền hơn là thép bình thường. Cái này giá 640, cái này 265 cũng như 260 đi. 640, 260 là 900.000. 900.000 thì hôm nay anh em mua cái combo này chỉ còn có 770.000, tức là anh em tiết kiệm tới 120.000 ha. Combo số 13, 770.000. Giá chưa có phí vận chuyển ha. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video nha. Anh em đặt hàng thì cứ nhắn tin và đừng quên là bấm đăng ký theo dõi kênh nha anh em. Cảm ơn anh em, chào anh em.